nằm trong quần thể Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử cách Hà Nội 135 km, cách thành phố Hạ Long 45 km. Không giống với các khu nghỉ dưỡng khác, Legacy Yên Tử như một thư viện cổ, lấy cảm hứng từ kiến trúc thời nhà Trần thế kỷ thứ 13 cùng những tinh hoa của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mỗi không gian nơi đây đều là những câu chuyện được kể qua nghệ thuật bài trí và kiến trúc truyền thống tinh tế tỉ mỉ, đưa du khách vào hành trình về quá khứ hơn 700 năm trước của dân tộc. Legacy Yên Tử không chỉ hấp dẫn du khách bởi không gian mang đậm chất cổ xưa, mà còn bởi nhiều dịch vụ chất lượng đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, từ bể bơi ngoài trời đến những khu vui chơi cho trẻ em, quầy bar, nhà hàng ăn uống. Cùng nhiều hoạt động trải nghiệm làm nón lá, in tranh đồng hồ, đêm hội làng, gần gũi với đời sống của người Việt xưa tại khu vực làng nương. Mang lại cho tôi cái cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và nó có một cái gì đấy rất là thanh thản, quên đi những cái nỗi mệt nhọc, quên đi sự ồn ã của chốn đô thị. Và cho mình cái gợi nhớ cảm về cái tổ tiên ngày xưa của thời nhà Trần, rồi có những cái không gian rất là yên tĩnh, đẹp mà thanh bình. Để thu hút du khách, từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh miễn giảm phí tham quan khu di tích danh thắng Yên Tử, đồng thời hỗ trợ phương tiện miễn phí đưa đón du khách đến Yên Tử từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và ngược lại. Legacy Yên Tử cũng triển khai nhiều sản phẩm mới hấp dẫn như về miền An Yên, khám phá huyền thoại làng xưa, đưa vào hoạt động Am Tuệ Tĩnh với các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe dưỡng thân dưỡng tâm, chương trình kết nối hai di sản Yên Tử Hạ Long, dịch vụ đưa đón hai chiều miễn phí Hà Nội Yên Tử. Các dịch vụ bổ trợ cũng được quan tâm nâng cao chất lượng, hướng đến việc chăm sóc du khách tốt hơn. Chúng tôi mong muốn cái cảm nhận lớn nhất mà du khách khi đã về với Yên Tử đó là cái tự hào với văn hóa Việt của mình, hiểu biết hơn nữa về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử cũng như là cái tính Phật trong mỗi con người. Thì ở đây thì những cái sản phẩm mà Tùng Lâm luôn hướng tới đó là đề cao cái giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm cũng như là cái văn hóa Việt. Bên cạnh đó thì giá trị về văn hóa lịch sử cũng như là giá trị thiên nhiên của Yên Tử đều là những cái đề tài rất hấp dẫn cho du khách. Chính vì thế mà những cái sản phẩm của Tùng Lâm luôn hướng tới đó là con người, đó là giá trị văn hóa. Hòa hợp với không gian tĩnh lặng của núi rừng Yên Tử, đến với Legacy Yên Tử, du khách có thể tìm thấy sự cân bằng và tươi mới, được đánh thức bằng thế giới quan tự khám phá bản thân và chiêm nghiệm. Đây là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách muốn tìm cảm giác bình yên, không vướng bận.